Cầu Trộ là cầu liên xã, nằm trên huyện Lộ 6 dẫn về trung tâm xã Hương Thủy của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nên mỗi ngày có hàng trăm phương tiện qua lại. Tuy nhiên, tình trạng cầu yếu và tạm bợ đã gây khó khăn cho phương tiện lưu thông và trực tiếp đe dọa đến tính mạng của người dân mỗi khi đi qua, đặc biệt là mùa mưa bão. Khi nhận sau đây của nhóm phóng viên VTC14 sẽ cho thấy rõ hơn hiểm họa rình rập tại cầu dân sinh xuống cấp mà chưa biết đến khi nào mới có thể giải quyết. Đây là cây cầu được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Cầu cao khoảng 7-8m, dài 30m, rộng khoảng 3m. Qua thời gian sử dụng đến nay, một số hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Hai bên thành cầu đã nứt nẻ, lề cầu, rào chắn lan can không còn, trụ cầu hư hỏng nặng, dây thép giằng dưới cầu, phần bị mất, phần hoen rỉ. Nguy cơ sập cầu là điều có thể xảy ra. Cầu bây giờ chỉ được vươn, lần xé có 2m7, xé đi vừa sạt mình bánh thôi. Mà dưới là chỉ có 2 cái dâm, thân Pháp làm chỉ 2 cái dâm. Mà cho xé là xé trưởng là xé đến 10 tấn là tối, là 8 tấn là tối đá. Bây giờ xé mấy chục tấn cho nên là rất nguy hiểm. Xé quá là cho nên một ngày là có hàng trăm lượt người. Vì bởi thế nào hàng trăm lượt là phải đến đường vào trung tâm xã, đường về trường cấp 1 này, về trường mầm non này, tất cả các trường đi từ huyện mạch đấy cả. Đây là đường 15. Mặc dù cầu đã xuống cấp, nhưng ở hai đầu không hề có biển báo nguy hiểm hay lan can, mà ngay chiếc cầu này vẫn phải gồng gánh những xe có trọng tải lớn và hàng trăm lượt người lưu thông qua đây. Trước mắt theo tôi nghĩ là hai bên còn cần đặt cái biển báo thật cảnh báo cho dân. Cái thứ hai nữa là có một cái trong những cái gì có thể cho phép, ví dụ trong hai cái đoàn ngắn nhất đấy có thể là làm một đoàn lan can. Cầu Trộ này là có từ thời Pháp thuộc đến nay nên đã rất nhiều năm nên xuống cấp nghiêm trọng. Nên là cái lưu lượng xe cộ qua lại đấy là ảnh hưởng. Giờ đến nói vấn đề mà phương tiện giao thông quá là hàng ngày thì cái lưu lượng xe cộ, xe máy vô thì nhiều, nhưng ô tô thì giờ hầu như không giảm quá nữa. Xe bán tải nhỏ nhỏ chạy đến thôi là thấy cái đồ rúng nó đặc sờ rồi. Nên là cái nguy cơ có thể gãy cầu lúc nào cũng chưa thể biết, nên rất nguy hiểm. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh cho biết, hiện trên địa bàn có 109 cầu dân sinh liên thôn, liên xã xuống cấp, hư hỏng. Trong đó có 52 cầu thuộc diện phải thay thế hoặc làm mới khẩn cấp, nhưng hiện vẫn chưa có kinh phí. Do đó, giải pháp duy nhất lúc này chỉ có thể là nhắc nhở người dân cẩn trọng khi đi qua cầu, kể cả mùa mưa lũ đang bước vào thời kỳ cao điểm.